Vâng, xin báo cáo với tất cả bà con trong dòng tộc họ Mạc. Hôm nay đoàn họ Mạc của Hải Phòng đến giao lưu cùng với đại họ Hoàng gốc Mạc ở tại Ninh Hòa, Ninh Bình, Hoa Lư, Ninh Bình. Và đến tư gia nhà bác họ Mạc Tạo để thăm gia đình. Hôm nay bác họ Mạc Tạo chiêu đãi đoàn họ Mạc cổ trai Hải Phòng cũng như bắt đầu Hải Phòng tại quán thịt dê của Ninh Bình, rất là tuyệt vời. Để mọi người xem nhá, rất là nhiều món dê, toàn dê thôi. Đây là đồng chí Hoàng Văn Tài. Hoàng Văn Tài gốc họ Mạc, rất đẹp trai. Tôi xin mời anh. Xin mời. Cảm ơn anh đã giới thiệu cho mọi người biết. Rồi. Ở riêng tư cái. Rồi, riêng tư. Anh em riêng tư cái. Rồi, ok. Mời nhá. Ok, cảm ơn. Rất là vui. Có lẽ là sao đấy, chào mọi người một tí. Từ nãy giờ là vui với mọi người quá, đâm ra là chưa có thời gian đi chào mọi người. Ở đây mọi người mọi người chú ý một chút, đây là đồng chí Hoàng Văn Tào, sinh năm 1977. Bác chú Tào là chủ sự của buổi tiệc ngày hôm nay. Chú Tào là một doanh nghiệp lớn của Ninh Bình. Hôm nay đoàn Mạc tộc Hải Phòng đến giao lưu cùng với lại gia đình nhà chú Tào và toàn bộ Hoàng gốc Mạc tại Linh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình. À, đây là bác Hoàng Văn Kẻ, chủ tịch hội đồng Mạc tộc Hải Phòng và phó chủ tịch hội đồng Mạc tộc Việt Nam. Bác Mạc Như Mao là chủ tịch hội đồng Mạc tộc cổ trai. Anh cái số là đô của anh là số bao nhiêu? Của anh là 0904. Số ta đô với anh. 0904. Đúng rồi, chuẩn. Rồi. Rồi anh đang livestream. Nó sẽ hiện lên vào đây và anh sẽ lưu sau. Xin phép lại. Bắt đầu em cứ lưu số vào để chốc anh về anh sẽ. Rồi. mấy ảnh xịn nữa nó phải khác thôi. Anh chụp nhiều rồi, nhưng mà nhiều lúc là anh không quan tâm vấn đề đấy, chụp cái này chụp bình thường. Chụp panorama thì nó sẽ được toàn cảnh, kể cả xoay 360 độ được mà. Có lẽ là thôi cái việc này để sau. Hôm nay là rất là vui, rất là phấn khởi và rất là cảm ơn chú Tạo. Hôm nay đã có một cái sự kiện với lại Mạc tộc Hải Phòng và bà con Mạc tộc cổ trai về tới đất Ninh Bình. Đó là một nơi mà cũng là địa linh nhân kiệt mà tồn tại rất là nhiều cái sự tích lịch sử của đất nước. Thì hôm nay rất là cảm ơn chú và trước tiên là chúc chú và gia đình sức khỏe và chúc cho họ Hoàng gốc Mạc người ta ở đây lúc nào cũng là mạnh khỏe và luôn luôn phát triển. Cái việc này là lẽ ra bố nó phải làm, nhưng mà trước khi bố cháu chết cháu bảo bố cái việc này
tuyệt vời, mời bác. Vâng. Anh mặc mặc cái chiến chủ thế của mặc tập của trai. Đi bữa nào cố gắng đưa bà cụ ra nhé. Cảm ơn tạm. Rồi hôm đó ăn con dê của em đấy. Tuyệt vời. Ơi, xin phép nhé. Anh mấy ăn thì anh chịu hướng thôi anh ơi. Ờ thế à? Thế hôm nay anh em mình toàn uống rồi. Mình nửa nửa sẽ mình sáng này mới nhiều hơn mình hiểu. Chỉ cho mình ăn em ngồi bên cạnh rất nhiều vì chân thật luôn không em. Này sang năm là quyết tâm cho Linh Bình đạt tiếp nhá. Anh rất ủng hộ những đội chủ nhà được đoạt cúp. Anh muốn cái cúp đó phải là luân chuyển 4 năm một tỉnh, 4 năm một tỉnh thành. Em có nhận không? Em có nhận không? Nếu đội em mà đã làm giải thích cái đấy chắc chắn là cái đấy chắc chắn là đúng không? Đúng rồi. Nếu như mà theo quan điểm của em thì anh nhất trí đá này để mà gọi là giao lưu để làm gọi là lấy cớ đòi để coi như là mình giao lưu với nhau thôi đúng không? Rồi. Anh nhất trí quan điểm đấy. Chứ còn cái việc đoạt cúp hay không quan trọng đúng không? Không quan trọng gì đấy. Đến được với nhau và giao lưu với nhau, kết nối với nhau đó là vấn đề rất là quan trọng. Đấy là số 1 rồi. Đúng. Về được với anh em. Đúng rồi. Thế là những cái đội đấy mà lúc người nói là ban đây anh nhau mình nhau nhỏ như chắc bây giờ mang giao lưu rồi đúng anh nhỉ, chúc nhau chọn 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 rồi chào anh em mình biết gặp nhau này là anh đã nói rồi. Anh trước khi đi đá bóng trước và trên xe và trước khi ở nhà đi giao lưu đá bóng anh đã nói nhắc với tất cả anh em là mình đi để giao lưu để gọi là kết nối những việc mà để giành cúp là việc không quan trọng cho nên là đá rất là phải hài hòa vui vẻ chứ không nặng về vấn đề giành cúp. Thế nhưng mà thực sự nói là anh em Hải Phòng thì từ trước bây giờ vẫn cứ coi như là người dân Hải Phòng vẫn cứ mang cái tính về là quyết tâm trong mọi vấn đề. Bây giờ bút đẹp sẽ trong lòng anh em mình về với nhau là được rồi. Bây giờ ta cũng xin em bác là bút khoảng 4-500 người sẽ về với nhau. Những thay đổi mà chúng ta về được xa đấy. Những đội đấy đã là không phải là chỉ vì cái cúp mà đến vài trăm cây số mà từ ví dụ từ Nghệ An ra. Quan điểm này đi đấy. Thật ra là em cũng bảo anh em sẽ nhìn năm nay nếu như mà đã đúng rồi là anh em mình mùa
quần, mặc đồ vàng cũng quần. Không em chịu anh là em ra này. Mình làm sao mình phải giữ được cái nhiệt, giữ được cái gọi là cái người cầm nhịp, cầm gọi là cái nhạc trưởng ấy. Làm sao mà lúc nào lại đứng để chỉ huy. Cái đấy mới là cái đăng, cái này là cái thứ nhất đấy. Cả nhà thông cảm nhé, hôm nay uống vui quá, uống cũng hơi nhiều một chút, có thể là nói hơi bị lắp một chút hay là nó có vấn đề gì, mọi người thông cảm nhá. anh em mình gặp nhau. Rồi. Đây là đồng chí Mạc Như Quốc, một doanh nghiệp trẻ của Mạc Tộc Cổ Trai. Xin chào gia đình nhà mình đến Ninh Bình. Rồi, có gì muốn nói thì cứ nói vài ba câu được. Được. Đâu rồi, anh Tuấn ơi. Anh ấy rót xong anh để đấy à? Đấy, yêu của chúng ta là gì đấy? Vâng. Lên sóng lên hình luôn. Không chung. Rồi, rồi. Xin mời. Lên đi. Được thôi. Này, đồng chí ơi. Đồng chí em trai Hoàng Tào ơi. Hoàng nhập thánh này kìa. Có lô không nhỉ? Rồi tiếp nhỉ? Rồi tiếp nhỉ? Rồi tiếp nhỉ? Từ từ. Đã rồi nó mới đàng hoàng. Rồi, bắt đầu nhá. Rồi. Cái thứ ba đoàn kết nhé. Cả nhà lên gọi là giảm âm lượng bị tai vào chút hộ tí nhá. Rồi, bởi vì okay. Là lúc hai ba, rồi hai ba, rồi hai ba đoàn kết. Tuyệt vời. Một, hai, ba, đoàn kết. Hôm nay mình ăn dê mà. Ăn dê hả? Ăn dê thì ai mà trách được. Kiểu này anh em mình đi không biết lúc nào về được. Không phải lúc nào gặp được nhau đâu anh. Đấy như này cái sướng mà. Sướng không? Sướng mà lúc nào gặp nhau. Đấy rồi. Không phải này về mâm chính chủ đúng không? Anh em mình này gặp nhau. Đấy nhà mâm này không ngồi đây em cứ đi từ sớm là ngồi đâu cũng là nhà mình đi đâu rồi. Anh vẫn đứng ở đấy nữa là em lại sang tiếp bây giờ này. Thế anh đi đây, anh đi. Rồi, để em sang đứng, để mời các bác bên này chút. Báo cáo với cả nhà là đây mâm này là hầu như là toàn của Mạc Tộc Cổ Trai. Có một bác của Mạc Cổ Trai, có bác tuy cao tuổi nhưng mà rất là nhiệt tình trong công tác kết nối dòng họ, cho nên là dù đường xá xa xôi khỏe thì không được tốt lắm nhưng mà rất là cố gắng để đi để giao lưu và kết nối dòng họ. Đây chị ăn ông đây. Còn đồng chí này là Trung là bí thư đoàn xã Linh Hòa đúng không? Hoa Lư Linh Bình đúng không? Ok, cảm ơn. Chúc con có bác sức khỏe nhá. Vâng, cảm ơn bác. Đây bác này tuy là tuổi rất là cao rồi nhưng mà về họ Mạc Cổ Trai là chỉ là anh tôi thôi.
Đây bác này, bác này thì thực ra là tuổi cũng cao nhưng mà lại là vai dưới. Bác mặc như đông. Và bác mặc như Mỹ cũng là vai dưới. Bác mặc như Tiến cũng vai dưới một chút. Bác Phấn cũng mặc cũng vai dưới một chút. Còn ông em này khác chi nên là không biết là ở mức độ vai nào, nhưng mà anh em nhé. Cảm ơn nhá. Rồi ok. Rồi cho mình tham gia chút để cho nó vui. Đại bao. Mâm này ba người ba chơi thì chơi là nhau này. Và mâm này cứ ba người. Đấy rồi. Chào em mặc châm nhá. Anh uống rượu hơi nhiều ấy Châm ơi. Chẳng qua anh quay mọi người thôi. Cháu bà. Mâm mình cũng là bằng hơn nhá. Không biết là ngày mai có gặp bác quay lại gì? Quay lại này. Quay lại đây. Rồi, anh em ngồi đây. Nhìn thấy chưa? Rồi. Em giới thiệu tên cho mọi người biết đi. Em mặc như sao? Cái gì? Nói lại sao ở đâu? Sao ở đâu? À Linh Linh. Lại đang mua ra. Có trai sao? Đùa đi đùa. Đang có anh mặc như sao anh đứng ở anh xem ở trên. Rồi, mặc như sao thì em mới nói thế. Còn nhiều người xem khác. À, em mặc nước mưa. Họ mặc ốc mà. Ninh Bình đúng không? Vâng, Ninh Bình ạ. Mọi người thế nào? Vui quá uống hơi nhiều nhưng mà người bị khác một chút. Mọi người có thấy cái chung không? Ai cũng hói nhau. Sao ơi, là sao đi em nhé. Đây là cháu Mạc Như Tấn nhà tôi. Đấy, Tấn sao đi cơ. Sao đi với anh. Đây là Mạc Như Chiến của trai. Là chủ tế của đội tế mà tộc của trai. Ôi. Còn đây là cô Mạc Thị Thùy. Cô là quản lý trong từ đường mà mặc cổ trai. Cháy rồi. Cái này hôm nay chắc là chỉ uống rượu thôi chứ không ăn được gì đúng không? Ăn mạnh vào. Không phải đi bán rồi. Bởi vì mọi người có cho mình ăn đâu, toàn thế bắt uống rồi. Hả? Làm gì? Họ nhà mình chỉ uống chứ không ăn thôi. Em xin phép đầu trước anh đòi cho anh lên bảo phản gì quá. Có cái tin nhắn trên của con trai mình nó từ chưa đó là chào anh chém chiêu chém vui. Đấy xong là có một cái ông Trần Trần gì đấy. Trần gì ông nhắn cứ nói. Thôi anh tắt đi không chỉ. Không nên đến mà thật mà. Nhưng mà đối với trong phòng nhà mình ấy, thì anh em cũng như nào đấy. Thì là nói mình không có tâm đấy, quan trọng cái tâm tâm quan trọng. Nhà các bác cứ làm sao mà anh em đến không phải là chân chân. Rồi. Tất cả mọi vấn đề nó có thể nó sai lệch một chút nhưng tất cả phải làm sao có trách nhiệm để gom vào đi vào một hướng đúng không? Làm thì làm cái đoàn kết là một trong cái đoàn kết là quan trọng. Còn có thể là trong cái đó có cái vấn đề nào vấn đề kia ông sâu xa không nói nha. Có người nghĩ được cái kia nhưng mà
anh em chỉ nói là bây giờ chỉ có anh em mình thôi, có những vấn đề là nó là tồn tại, nó chưa thể giải quyết được thì thôi thì anh em mình bỏ ra một bên, đúng không? Cái này ghi nhận đúng không? Tình cảm là quan trọng nhất, tình cảm là quan trọng nhất, để được như là được ra, được ra. Em mà chém lại đi nữa là có người chém ở trên. Ôi, quay lại đi. Ôi, đây chị ơi. Con mời. Dạ. Mà nếu uống anh 1-2 chén thì cũng được. anh biết sao không biết. Anh nhìn anh biết ngay là có thể uống nhiều nữa vẫn cứ được rồi. Em là bóng đá là hai năm nay là rượu của em, nhưng mọi người là uống hết, cứ để lại, bảo rơi cứ để lại. Rượu Linh Bình nổi tiếng. Rồi, chén của mình. Đây là những cô dâu họ mặc cổ trai và gái của mặc cổ trai rất là nhiệt tình trong cái công việc của dòng họ. Đây tuy rằng là điều kiện nhiều lúc là rất là khó khăn về kinh tế cũng như là về sức khỏe, nhưng mà vì cái việc của dòng họ thì các cô các chị rất là nhiệt tình đi giao lưu và kết nối dòng họ trong các tỉnh thành của đất nước. Đấy. Rất là vui nhá. Quay cơm cháy này về bỏ ra ai nhìn nhà dòng họ thế. Chết rồi. Có là về mong mình trống trơn còn có ba anh em không? từ em ơi, để anh dùng một chút. Này vui quá, uống hơi nhiều. Không biết là mai có được gặp bác Nhơn ở chỗ ở thành phố Vinh không nhỉ? Đúng là về Linh Bình như khác nơi đất của đặc sản của dê, núi và cơm cháy. Đấy, mọi người xem nha, cơm cháy rất là tuyệt vời. Nói đến cơm cháy thì không thể ở đâu có, chắc là chỉ có Linh Bình. Linh Bình thì đặc trưng là có món dê núi rồi, đúng không? Dê núi và cơm cháy, hai món đấy là không thể gắn cho đưa một cái đơn vị nào đó khác trong toàn đất nước. Vâng, chúng tôi hôm nay là ăn ở tại nhà hàng Phú Dê, đúng không ạ? Đây là cái địa chỉ cũng như là cái phong bao, gọi là cái bao để đựng cái đôi đũa của nhà Phú Dê, cách nhà đồng chí Hoàng Văn Tạo khoảng mấy trăm mét thôi. Phải nói là cái nhà hàng này làm những món dê là ăn là rất là tuyệt vời. Không biết là vừa lấy mình ăn là bao nhiêu món dê rồi nhỉ? Đây là món gì nhỉ? Chúc
hấp dê đúng không? Và đây là món tái dê đúng không? Đây là món món gì? Món né. Món né là như nào anh? Lé à? Lé à? Lé tránh à? À, lé tránh nhờ anh. Hôm nay mới biết được cái tên tên là món né dê. Dù ăn dê cũng tương đối nhiều nhưng mà hôm nay về Ninh Bình mới được cái món né dê. Cái món này là người ta làm như nào nhỉ? Cho vào một cái nồi nó sôi thật sôi thả thịt dê sẵn đủ rồi thả vào đấy rồi nó thả vào đấy là anh nén đây bắn mà à đấy, hiểu rồi gọi là như là ở quê mình đấy thì gọi là đấy là món gọi là chiên hoặc áp chảo đúng không, một chảo dầu đúng không, sẽ cho cái món dê ướp sẵn vào cái chảo dầu sôi đó đúng không, thì là cái khi là mà cái mỡ nó sôi nó bắn vào người thì mình phải lé ra thì gọi là lé dê. Đúng rồi. Không, đây là áp chảo à, đúng áp chảo. Và đây là không cái dê hầm đáng ngại, dê hầm đây là hầm. Đây là sốt vang dê. Đây là sốt vang dê. Có thể là ăn với này cái bánh mì hoặc cơm cháy đúng không? Ừ, thì đây cơm cháy là nó bắt đầu xuất phát từ đây này. Cơm cháy đây. Phải nói là hôm nay về Ninh Bình mà ngồi giao lưu với tất cả các anh em trong dòng họ nàng công bạc ở Ninh Bình mới biết được rằng là biết sâu hơn nhiều cái món ăn và cái tên gọi nó rất là sâu xa và rất là dài. Nhiều món, hôm nay chắc là món mới được. Dạ. Cực nhiều. Dạ. Thịt dê nó gồm hơn 40 món rồi. Hơn 40 món. Ừ. Ừ. Hấp, nhưng mà hấp nhiều kiểu hấp. Nhiều hấp. Nguyên cái món cháo dê kiểu. Nhưng mà từ đấy là mình ăn bao nhiêu món rồi mình cũng nhớ nhỉ. Vấn đề là vừa đây mình ăn món này rồi này. Món này ăn rồi này. Món này không biết ăn chưa nhỉ? Mà món này cũng hình như chưa ăn sao? Món này chắc là chưa ăn. Ăn rồi. Món này đấy anh gắp. Ông lại gắp cho tôi đúng không? Cảm ơn ông nhá. Ông lái xe. Ăn rồi. Xin lỗi mọi người. Mình không biết. Ăn rồi. Món này chưa ăn, ăn thử miếng sao? Xin phép mọi người là bốc tí. Cái này chấm với gì nhỉ? Chấm mắm gừng được, chấm tương. Tương được, mắm gừng được không? Cái tương này mình ăn nhiều rồi nhưng không? Chấm thử mắm gừng xem sao? Con dê này hôm nay là cũng là con dê cũng là tương đối là lâu năm đó. Dê anh ta mà đạt thì là bạn đạt cực kỳ chuẩn. Bíp ở trên đỉnh. Chúng là chú Tào là một trong những là doanh nghiệp số 1 của Ninh Bình đúng không? Thì chắc chắn là phải là cái gì cũng là số 1 rồi. Hết vào rồi. Đi vào hai. Đi vào hai. Xài lắm rồi. Nhìn mà anh biết rồi. Đây là cũng là tương đối rất nhiều. Rượu đây là rượu của nhà mang đi. Chắc là cũng là uống là nhiều thời gian rồi. Uống là rất là dễ uống. Em đi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bác La Huy ơi, hôm nay thực sự dù nói là hôm nay chủ yếu là giao lưu với gia đình bác Hoàng Văn Tạo thôi. Thực sự là nói đến bà tộc Tinh Bình thì thực sự là hôm nay là chắc là không có đông đầy đủ được. Mặc Trâm ơi, anh uống rất nhiều rồi, nhiều lắm rồi đấy. Ừ nhỉ, chưa thấy món tiết canh nhỉ. Chắc là hôm nay ở đây là có dịch H5N1 sao là dê không có thấy có tiết canh nhỉ. Rồi tí hỏi ông Tào nghe xem sao. Mọi người đang hỏi là hôm nay có không có món tiết canh dê. Mang Dữ Nhơn cái gì anh Na Hi à, không tham gia à? Đúng rồi, anh Na Hi là anh ấy vừa mới đi Hà Giang về, anh còn mệt nên là không tham gia được. Chào bác Ngọc Hoàng, chào Mạc Tư nhá. Ok, Mạc Nhân. Mạc Trâm ơi, anh uống cho anh không đâu đã được đâu. Anh uống cho riêng anh đã không đổi rồi, sao mà uống cho em được. Em thông cảm nhá. Hiền ơi, các anh em đã mời rất là nhiều rồi, nhiều lần rồi, say lắm rồi. Cháu mình tại sao mày này thù ông như thế nhỉ? Mọi người đã mời rất là nhiều lần rồi, giờ đang say rồi. Sơn Toàn mà đòi nhập vào mạc thì anh em mình sao là anh em được? Hiền à, thấy là ông cứ ăn cơm cháy đúng rồi, bởi vì uống nhiều rồi bây giờ phải ăn cơm mới sao? Đúng rồi.
biển này anh cũng rất là để ý nhá. Ăn cơm này chuyện bình thường có gì đâu mà chứ phải nhắc nhỉ. Mà uống rồi phải ăn đi. Cho đấy đi đi. Được rồi. À, xin phép anh, đấy là cũng anh em mình đúng bây giờ mới gặp được nhau đúng không, cũng đúng nhau nhiều rồi đấy, mới chén từ đấy giờ rồi đấy, bây giờ lại mới gặp với nhau đấy, xin chúc sức khỏe anh. Tức là anh em mình có thể biết nhau rồi nhưng mà lần đầu tiên anh em mình ở về cái đất Ninh Bình này gặp nhau ở tại đất rất là gọi là địa linh nhân kiệt đúng không? Ừ. Đất Cố Đô. Đất Cố Đô, Hoa Lư. Đây đây, chính xác là Hoa Lư đúng không? Vâng, Cố Đô Hoa Lư đấy. Rất là hạnh phúc. Hôm nọ dỗ là em cũng ra bên Hải Phòng rồi. Rồi. Đấy, em mới tạo này, với lại lúc ấy là ra 4 năm ông. Ra trước đúng không? Ra hôm tối trước, đấy là không gặp anh. Đấy, tối mấy là em cũng gặp anh. Anh không có... Mấy anh em ngoài đấy. Vâng, thôi thì... Hôm nay em ở đây, trước hết là thôi thì chúc sức khỏe và... Thôi thì em cứ giới thiệu chút về em tí nhỉ, cho mọi người biết này. Phạm Đức Lợi nhưng mà... Phạm nhưng Phạm Mạc, đấy, gốc là Mạc, đấy. Phạm Đức Lợi, nhưng rồi. Mà em là gốc là đúng là Cố Đô là Trường Yên cơ. Họ em là họ Trường Yên, là yeah. Mạc là họ Phạm Trường Yên. Đấy, ngoài này là xã Đức Hòa, ngoài này là Hoàng, đấy. Trong Trường Yên em là Phạm Mạc, đấy, và đấy. Mà trong em là cũng xây nhà thờ rồi. Đấy, nhà thờ là bây giờ được hiện nay là được tỉnh Ninh Bình là công nhận di tích lịch sử rồi. Tuyệt vời. Không, hy vọng một lần nào đó là Hòa Mạc Cổ Chai sẽ có dịp Hòa Mạc Cổ Chai mà tổ Hải Phòng nhà thờ đó để tức là đầu tiên là chiến vãi tới các cụ lại xin biết tôi không phải thôi không phải thôi à hết rồi nha ok ok chai Hòa Mạc và gốc Mạc là cùng nâng cấp một ly hoàn kép tập trung tất cả các mâm về một chỗ. Để tôi cho mình chung chập chới này quan trọng lắm. Mình làm công tác này phải đứng xa xa một chút, mọi người thông cảm nhá. Ok. Mạng một chân đầy. 2, 3, 4 cái đồng chí mà nhiều dâu nhất ấy là đồng chí là nắm mưu lắm ấy. 2, 3, 4 đúng rồi. Cái gì? Anh em là nhiệm vụ thúc cả hai thế. Anh em này tất cả anh em.
Thì đâu phải mời toàn bộ đầu tám tí cũng được à, đây nữa, đây là đây là uống như nào, hai anh em uống như nào, uống đại diện đầu bảy với đầu tám, tay này đầu tám, đầu tám à? À thế à, em đầu bảy rồi, rồi ok uống như thế này rồi. Chơi em chơi mai rồi đây đầu bảy thoải mái tuyệt vời, thoải mái mà. Ồ, tuyệt vời. Tuyệt vời. Thế mà có con rau rồi, nó áo quá mà chết rồi. Chết rồi à? Nói giao lưu với lại phu nhân của Ngọc Tàu Khải Phòng trong chưa? Anh bây giờ uống là cũng là tương đối rồi, cũng là cũng gọi là hơi say say rồi. Thế nhưng mà hôm nay rất là vui mà rất là cảm ơn chú. Tuy là chú là 77 kém anh 6 tuổi thật nhưng mà chú lại có vẻ già hơn anh. Đúng rồi, bởi vì em nói với anh mà. Có lẽ là anh sẽ xin phép là uống riêng với em một ly. Anh ơi, được không? Uống 3 ly được. Em nói với anh là em không bị hói. Thương anh gà chống hoa mơ, mải mê đả mái, hói trơ cả đầu. Không, đấy cũng là một trong những cái lý do để hói thôi, phải không em? Không phải chống hỏi này, hói đầu thì mà hói đầu, sống không làm mái, sống không làm gì. Phải nói là những ông cung như không hói là cũng rất là nguy hiểm. Em nói với anh là những ông dưa kiến thì là rất là nguy hiểm. Chứ không phải là ho không hói đâu. Đấy, chú ạ. Mấy chú ạ, mấy tăng mấy tầng đầy đi nhá. Chú ơi, mấy ông gà trống hoa mơ ngồi uống nhau đã. Còn anh em thì từ từ nhá. Để cho anh Thanh cục trưởng Hải quan đâu Hà Minh, tình hình là bây giờ là anh chưa biết đâu, chương trình của các cụ không biết đâu ai mới đảm nhiệm được. Em với anh chơi nhau thân chú vẻ, anh nói chuyện chú vẻ chưa, anh mời chưa, anh mời chưa, ai mới đảm được, anh mời chưa, mời đi đâu làm gì. Bây giờ còn cái chương trình gì nữa mà mời. Uống rượu xong đi hát thì về nhà hàng của anh rồi. Đấy. Nghỉ anh em mình bố trí rồi, mời đi đâu. Đúng rồi. Mời đi đâu nữa. Rồi. Tuyệt vời. Lại chén nữa. Chú mời đi. Cháu xin phép bác là cháu ngoại nhà mình là hiếm có những người mà tóc không quằn. Cháu xin phép là cứ nhìn thấy nhau tóc quằn sáng nói là cháu lên mối rồi. Này bác Trâm ơi, bây giờ anh mới quay, anh uống rất nhiều rồi, hôm nay bây giờ anh mới quay anh uống. Em uống mai.
chưa chính thức, gọi là mới, gọi là thay thế tạm thời thôi. Em xin phép anh là làm gì có ích với nhà. Cháu xin phép xác là trong đầu ngoại đình không có người mà nào. Cứ như là năm đi liên tục, đi làm gì năm đi liên tục. Thế ông chủ sự hôm nay để chén công à? Không được. Không, em đang mời em đang mở cái gì ra cái đây. Em đang mời hai anh em nhanh nói. Thế đấy. Thế là xin phép là ông chủ sự nhá. Xin mời. Xin cảm ơn. Này uống vui quá. Chỉ có anh em trong gia đình mình mới ăn uống. Chưa hết mình. Ăn cơm chưa? Ăn cơm cháy rồi, cơm cháy rồi. Cơm không mà. Mời lãnh đạo ăn thử bát cơm của Linh Bình, gạo của Linh Bình sẽ khác bên này của Hải Phòng. Không bao giờ phải hai sới luôn. Vâng, mời hai lãnh đạo. Một sới thì thật kiêng. Bát của bác đây à? Thôi rồi. Bát ăn cơm chưa? Tôi ăn tự nhiên rồi. Bát ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Được chú em ơi, chú em ơi, chú em. Rồi tôi về mâm của tôi đã ăn cơm. Ôi, anh dừng chưa để em biết lỗi. Anh chưa dừng, em chưa dừng. Anh dừng rồi. Không, em là... bây giờ bây giờ anh em mình chạm bát thôi. Chạm bát rồi, cháu là uống gì cứ phải các bát rồi. Vâng, chú ăn cơm rồi. Có cái đặc điểm là cháu ăn là uống hai bát cơm ra. Vâng, cái này tốt rồi, đúng rồi. Khoảng 8 năm nay cháu duy trì là 77 cân. Ờ. Ăn vừa 7 cân nhé. Cháu ơi thì này là sáng mai trong 5 giờ cháu đặt lịch là 5 giờ cháu đồng chí này là ngân hàng. Là người ngân hàng đã nhiều vấn đề. Làm việc nhiều. Điền nhiều vậy đấy, nhiều vất vả lắm. Vất vả nhưng mà trông khỏe mạnh. Đẹp thiên là đẹp. Đẹp dai luôn. Dai họ mạc. Dai họ mạc. Dai họ mạc. Dai họ mạc là tóc quăn nhiều người thích. Mới đầu là để họ thông minh. Mới đầu là thông minh. Nhiều người thích là tốt rồi. Quá. Có người thích. Nhưng mà không, nhưng mà nếu mà nói vậy thì... Em mời cho anh xin bát cơm đây. Dâu họ mạc là chẳng lọc. Điều hòa lạnh quá. Thôi không cần không? Không cần, để mọi người còn phải mát đi. Mình ngồi ngay đầu đây nó phải lành một chút. Rồi, thưởng thức bát cơm của Linh Bình. Xem nó khác Hải Phòng như nào. Cơm ngon quá. Ăn chú sĩ ăn đây con này. Hả? Ở đây à? Kệ nó. Hôm nay là vui quá, quá vui. Hai hôm nay không tham gia cái chuyến đi này đúng là cũng rất là thiệt thòi. Mời 6 giờ đi tìm. Alo. Ừ, đúng rồi. Ơ ừ, sao lại không nghe nhỉ? Alo. Ừ, rồi. Có như nào mọi người biết không biết đăng trên nhóm đấy. Ừ, trên nhóm nào mọi người biết mà không thì nhắn tin em bé đi cho mọi người để chắc đi. Có thể là mọi người không vòng vào mạng thì không biết được. Thứ ba thì cứ thống nhất như vậy thôi. Ở bên này cái tình hình còn nhiều chuyện quá nhỉ. Ngay về.
Một xe thì có thuê một xe 16 chỗ rồi. Nhá. Ừ. Rồi rồi, ok. Nhá. Anh cũng mời thêm đi. À, để em chuyển trên kia bớt. Em chuyển, chuyển giúp anh. Ừ, chuyển, 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 chuyển. Vấn đề là cái chuyện này cũng là hơi bị dài rồi. Và tất cả các mọi nội dung đã truyền tải cũng đã nói, đã truyền tải cũng là tương đối đầy đủ rồi. Thì cũng xin phép mọi người dừng live stream ở đây. Hy vọng mọi người có ý kiến như nào thì cũng comment để giúp kinh nghiệm. Và trong ngày mai thì sẽ đoàn sẽ di chuyển về Nghệ An, từ đây mình sẽ chuyển về Nghệ An về thành phố Vinh để cầu siêu rất là lớn. Thì như nào đó thì mình sẽ live stream tiếp. Và bây giờ xin chào tất cả mọi người, chào tất cả bà con cô bác trong dòng tộc Quảng Bạc. Xin cảm ơn mọi người đã xem và like. Xin chào.